Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài C3, trang 51, sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung bài C3 như sau. Cần mắc thiết bị gì cho mỗi dụng cụ điện để ngắt mạch tự động khi đoạn mạch? Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 7, ta trả lời bài C3 như sau. Ta cần mắc cầu chì có cường độ định mức phù hợp với dụng cụ hay thiết bị điện để ngắt mạch tự động khi đoạn mạch. Cầu chì sẽ hoạt động như sau. Khi bị đoạn mạch, cầu chì kịp nóng chảy và tự động ngắt mạch trước khi dụng cụ điện bị hỏng. Đến đây, ta đã trả lời xong bài C3.